Người Tàu có một cái món bánh làm bằng bột mì chiên dầu và có hình dạng như hai cái cây xúc xích dính liền với nhau, ăn bùi và giòn tan. Món này ngoài Bắc thì gọi là quẩy, còn trong Nam thì kêu bằng dầu cháo quẩy. Dầu cháo quẩy là phiên âm tiếng Quảng Đông của chữ du tặc quỷ, nghĩa là con quỷ bị chiên dầu. Cái món bánh này không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng nó được gắn liền với một cái sự tích bi thảm. Nó là tượng trưng cho vợ chồng của Tần Cối bị hình phạt là bỏ vào giặt dầu. Ăn dầu cháo quẩy là nhai vợ chồng của kẻ gian phi này, tức là người Trung Quốc cho rằng là nhai trong miệng thì vợ chồng Tần Cối thì là yêu nước. Cái tượng quỳ này của vợ chồng Tần Cối thì được đúc đi đúc lại 13 lần, nghìn năm không được đứng dậy. Bức tượng của bốn tên gian thần hãm hại bậc trung lương là Tần Cối, Dương Thị, Trương Tuấn, Vạn Sĩ Tiết được đúc lại mới. Hai tay thì bị trói ngược ra đằng sau ở trong cái hàng gạo sắt, ngực thì để trần, quỳ trước mộ của Nhạc Phi muôn đời để cho người đời phỉ nhổ. Mộ Nhạc Phi nè. Nói về tượng quỳ của Tần Cối thì khảo cổ từ trong tư liệu lịch sử cho thấy rằng là từ 800 năm trở lại đây, tượng của gian thần này đã được đúc đi đúc lại tới 13 lần. Bốn bức tượng này được gào lại bằng cái gào sắt, nhưng ngày nay từ bên ngoài người ta cũng có thể với tay vô được để mà đánh vào đầu của Tần Cối, khiến đầu y trở nên láng bóng. Tần Cối trước đây thì làm tể tướng 19 năm, chuyên quyền độc đoán. Người đời xem Tần Cối là kẻ tiểu nhân, gian thần số 1, nên đã được đúc tượng Tần Cối và vợ là Dương Thị bắt quỳ, còng tay ngược về phía sau ở giạc miếu để người đời nghìn năm phỉ nhổ. Qua hàng mấy trăm năm như thế thì tượng của Tần Cối cũng hỏng hóc nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhanh chóng được đúc lại. Nhạc Phi là một quân sư nổi tiếng trong lịch sử của Trung Quốc, bị vợ chồng Tần Cối hãm hại. Tới những giây thoại khảo cổ nổi tiếng nhất của Trung Quốc thì giới chuyên gia của nước này vẫn không thể quên được cái cuộc khai quật nguy hiểm nhất mà họ từng thực hiện, đó là khai quật vua thứ 13 của thời nhà Minh. Khi xưa từng mất tới 6 năm xây dựng và tốn đến 800 vạn lượng. Theo lời kể của những người trực tiếp tiến hành khai quật thì giữa căn phòng chủ thất có đặt ba cái chiếc quan tài màu đỏ. Chiếc ở giữa chính là của hoàng đế Vạn Lịch và hai chiếc bên cạnh là của hoàng hậu. Sau khi mở quan tài thì đội ngũ khảo cổ vô cùng phấn khởi khi phát hiện ra một số lượng lớn trân kỳ dị bảo, trong đó có một số nổi bật nhất chính là cái chiếc mũ gồng của hoàng đế. Bên trên là khảm hơn 120 viên đá quý và 5.000 viên trân châu và được chế tác hoàn toàn chỉ bằng vàng. Thế nhưng ngành khảo cổ thời bấy giờ vẫn còn khá là lạc hậu, do điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn nên một số vật phát hiện trong lăng mộ hoàng đế đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Khi đó thì có 7 người dân trong làng nghe thấy được tin này, liền tìm đến tận nơi để thấy quan tài, chia nhau gỗ quý, lấy được những miếng gỗ quý có niên đại hơn 3 thế kỷ, ai nấy đều vui mừng mà không hề biết rằng thứ đó chính sẽ đem lại cho họ một cái tai họa. Bây giờ có người cùng làng nói rằng đồ của hoàng đế đâu phải ai cũng dùng được, nếu không có cái phúc ấy thì e rằng chịu không nổi mà còn mắc mạng như chơi. Chẳng bao lâu thì những chuyện kỳ quái cũng bắt đầu xảy ra xung quanh những cái miếng gỗ ấy. Một đôi vợ chồng già nhờ người đóng quan tài bằng khối gỗ lim của hoàng đế, nhưng chưa tới nửa tháng thì cả hai lần lượt qua đời. Có người nông dân khác đặt cái miếng gỗ này lên bàn thờ, sau đó cả bốn đứa trẻ của gia đình ấy đều mất mạng là không rõ nguyên nhân luôn. Những người từng chia nhau miếng gỗ từ quan tài của hoàng đế Vạn Lịch cũng là liên tục gặp không may. Càng kỳ quái hơn là những nhà khảo cổ tham gia cái cuộc khai quật lăng mộ đều gặp phải những cái chuyện bất thường. Nhất là vợ của Quách Mạc Nhược là Vu Lập Quân treo cổ tự tử trong cái căn nhà cũ ở Bắc Kinh. Hai đứa con trai của ông cũng tự sát mà chết. Người chỉ huy công tác khai quật đó là Trịnh Chấn Đạt bất ngờ gặp tai nạn máy bay. Người chủ trương khai quật mộ là Ngô Hàm cũng tự sát trong ngục. Nhiếp ảnh gia Lưu Đức An, người mở nắp quan tài hoàng đế thì thạch cổ tự tử. Dường như ở vào thời khắc cái cửa địa cung được mở ra thì lời nguyền trong lăng mộ của hoàng đế Vạn Lịch cũng bắt đầu ứng nghiệm. Mặc dù tìm thấy vô số trân kỳ dị bảo, nhưng đỉnh lăng cũng đã để lại nỗi khiếp sợ và ám ảnh cho cái giới khảo cổ của Trung Quốc. Kể từ đó thì việc không chủ động khai quật lăng mộ của hoàng đế đã trở thành luật bất thành văn trong ngành khảo cổ của nước này. Thì ông Hồ đang có mặt tại miếu Nhạc Phi. Ông này là có là tại sao ông được phong làm danh tướng? Tại vì là cái khả năng của ông là rất là giỏi.
rất là giỏi, hầu như là đánh trận nào mà thắng trận đó, 126 trận đánh thắng quân Kim ha. Đó thì sau đó là ổng gọi là như thế nào, đánh trận nào thắng trận đó, từ thời Nam Tống cuối cùng là bị Tần Cối hại giỏi quá nên thành thử là Tần Cối tâu lên với một vị vua Nam Tống và cuối cùng hạ độc ông mất luôn. Và bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để mà đi thăm mộ của Nhạc Phi. Mà đây là cái ngôi mộ Nhạc Phi nè. Trước mộ Nhạc Phi có 4 người hại chết cho nên bị quỳ ở trước mộ. Bên kia 2 người, bên này 2 người. Hai người này mình xem biết liền ai là nam ai là nữ. Có nhãn hiệu đàng hoàng rồi hả? Có nhãn hiệu đàng hoàng là xem biết liền. Đây là một cặp vợ chồng. một đây là Tần Cối, đây là Vương Thị. Mọi người xem vị trí này buồn cười cực kỳ này. Ban đầu người ta làm bằng gì ạ? Ban đầu làm bằng gỗ, làm bằng đất. Người học về lịch sử tới đây nghe nói người này tội tệ lắm, tát mặt phát mất cả đầu mất cả chân. Tôi làm bằng gỗ, làm bằng gỗ người ta đến nay cũng là tát mặt phát mất cả chân. Cuối cùng bố thấy làm bằng sắt, làm bằng sắt rồi vẫn có người mà xoay mặt phát vào đây vẫn có một lỗ, tức quá tát mà vẫn còn lỗ. Cuối cùng người ta là lấy cây gì mà hàn lại, hàn lại. Bởi vì ông này á tội nặng nhất, tội nhất á. Ngày xưa vì ông là họ Tần, vì hại chết Nhạc Phi, dân địa phương nhiều người cãi họ luôn, cãi họ cũng theo họ ông này. Rồi bà này nếu mà người ta hình dung một người nào đó ác độc nhất, người ta nói bà này lòng dung nhau là ác độc dung nhau con rắn chị là. Nếu mà nói là ác độc dung nhau con rắn chính là chỉ với bà này. À, xem bà này ha. Bà này một ngày là ăn ngon ngủ ngon, lên giường là ngoài ra làm cái kia còn có cái cạ thì là làm cái gì ạ? Thì là nói chuyện với chồng làm ra để hại chết người tốt, hiểu không ạ? Đàn ông nói nhiều, đàn bà nói nhiều, đàn ông có chỗ nào hết mềm cơ. Nói nhiều, đừng nói nhiều, nói mình phải nói cái năng lượng chính. Như thế đàn ông mình càng ngày càng hảo hán, càng ngày càng khỏe. Nếu mà mình về nhà cứ chửi chung mình là phê phẩm đồ phê phẩm, may mắn chính là phê phẩm luôn. Cho nên mình phải biết được. Ví dụ bà này này, mình cứ nói việc tốt, ông này chắc không hại chết Nhạc Phi cơ. Bởi vì nói xấu rồi là hại chết Nhạc Phi luôn. Bà này xấu bà. Rồi chắc mọi người biết ở Việt Nam có một món ăn là dầu rau quẩy. Trung Quốc cũng có món dầu rau quẩy, tức là chuyển cốt, chính là từ đây truyền đi đến Việt Nam cơ. Đại cái như thế này, nói Nhạc Phi bị hại chết ai được hết. Những hàng xấu cùng là cặp vợ chồng bán bánh bao, một ngày là lấy bột mì bóp như thế này. Biết được là Nhạc Phi bị hại chết thì lấy gì ạ? Lấy cái bột mì làm cái hình Tần Cối Vương Thị ở trên bàn, vừa bóp vừa chửi như thế này. Mày lão con tao nhau mẹ, tức là bóp mày đấy kiểu này. Ai ngờ mà mình đang chửi thì là cặp vợ chồng trên bàn hầu như là còn mỉm mưng cười cơ. Trong lòng mình cứ tự nghĩ hầu như là hai người là cũng nghiêm cơ, còn mỉm cười. Cuối cùng thì là mày lão rồi đó, mày lão táo rồi, cho mày vào trong dầu đi chiến luôn. Chiến luôn, chiến mà để ở trên bàn sau đó lại bóp đồ, lại chửi là bóp. Cảm thấy hai người là càng đẹp trai đẹp gái hơn. Cũng thể chịu được thì là bế mới cái đầu nhái vào mồm. Trong lòng nó là mày lão tao nhái mày. Chị đi thăm một cái di tích lịch sử khá là nổi tiếng, đó là Thập Tam Lăng, là 13 cái lăng mộ của 13 vị vua nhà thờ nhà Minh đây. Nhưng mà phía sau lưng Bùi Hồ á, là đó có tới 16 vị vua nha cô bác anh chị. Nhưng mà vì sao lại chôn có 13 vị vua thì tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ cũng như là nhà người hướng dẫn ở đây cho cô bác anh chị biết được luôn. Và trước khi vào đây á, thì mình phải mua một cái vé để mà vào cái khu Thập Tam Lăng này. Và ở những khác ở những đoạn video clip trước thì Bùi Hồ hôm nay mua được cái nón này, cái mũ này nữa, nó chỉ có giá là 20 tệ, là khoảng 700.000 Việt Nam đồng thôi, cũng khá là rẻ ha. Và cô bác anh chị biết là người Trung Quốc họ rất là trọng về phong thủy, nên thành thử là họ sẽ, các vị vua sẽ chọn một cái thế đó là lầu đầu gối núi ở đây nè. Đó, và lưng tựa thủy, cũng giống như là cô bác anh chị biết là ở cái khu nghĩa địa Triều Châu ở nghĩa địa ở Bình Dương thì là khu của nghĩa trang Bình Dương á. À, thì cũng giống như vậy, họ rất là trọng về cái phong thủy ha. Nên các vị vua khi mà họ chôn, họ lựa một cái phong thủy là đầu gối núi, lưng chân đặt thủy, để đó là một cái phong thủy tốt. Và trong cái 13 vị vua được chôn á thì
ở đây rất là rộng, mình chỉ ra tâm tượng trưng một cái lăng của một vị vua thôi. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ cùng với cô bác quý anh chị đi thăm một cái lăng của một ông vua có tên là Vạn Lực, một vị vua thời trong 16 vị vua thời nhà Minh. Nhưng mà ở đây là Bùi Hồ nhắc lại là chỉ có 13 lăng tẩm của 13 vị vua thôi. Và trước khi nơi an nghỉ của các ông á, thì có cả những cái phần mà chôn những người tùy tùng theo đó, có nghĩa là chôn người sống theo để mà khi mà qua về thế giới bên kia họ nghĩ là họ sẽ được những người khác cũng sẽ phục vụ giống như mình lúc còn sống. Và đó là một trong những cái cách mà chôn người tùy tùng, rồi thậm chí là cả những cung nữ rồi những người hầu theo, cũng như là Tần Thủy Hoàng của bác anh chị. Thì đây là một cái lăng trong 13 vị vua thời nhà Minh. Và trước khi vào lăng thì cô bác anh chị thấy một hàng cây ở Việt Nam gọi là cây thuộc bài đó. Cây này thì chỉ trồng ở chùa, ở đình, ở miếu thôi. Vì cây này không được trồng ở nhà nha cô bác anh chị. Cây này nó hút cái âm khí rất là nhiều, nên ở những đình chùa thì trồng cái loại cây này nè. Đó, và cái lăng của ông Vạn Lực này á, là được hình như là xây trong 18 năm mà cô bác anh chị. Và tổng diện tích của 13 vị vua của thời nhà Minh á, thì khoảng 80.000 km vuông, kinh khủng không? Đây là một cái trong những cái nhà trưng bày ngay tại cái lăng vua Vạn Lực. Và đây là những cái áo quan á. Và khi mà khai quật lên thì người ta sẽ phát hiện giống như thế này, người ta làm mô phỏng lại. Và đây là những cái đồng tiền ha, những cái đồng tiền, và chôn theo có cả những cái cổ vật như thế này, từ những cái bình uống rượu nè, rồi cái ly uống rượu nè. Và người ta, những cái người đến đây, người ta sẽ để tiền vô đây nè cô bác anh chị, một hốc tệ. Còn đây là những cái bình nè, những cái bình để đựng rượu. Người ta chôn theo cả người sống và cả những cái hiện vật như thế này. Đó, và đây là cái khuôn viên của cái nguyên cái lăng 13 vị vua. Đó, đây là những cái áo của cái vị quân thần. Đó, còn đây là cái lâm bào. Và người ta nói là khi mà khai quật ra được cái lăng mộ này, người ta khai quật ra thì áo nó vẫn còn nguyên, nhưng mà sau khi có không khí vào, cô bác anh chị, thì những cái áo này như là nó mục hết. Đó, những cái tâm cày của các tùy tùng, cô bác anh chị, họ trưng bày lại. Còn đây là những cái thắt lưng nè, đây là những cái thắt lưng ha. Còn đây là những cái đồng tiền, những cái ly uống rượu, và cả những cái đó, cái này là cái này người ta khai quật lại gặp cái vàng ngọc châu báu ha cô bác anh chị. Đó, và những cái này là bằng vàng hết này nha. Đó, cô bác anh chị thấy gỗ không? Và đây là vị vua đây, chắc có thể đây là hình ảnh của vị vua Vạn Lực nè cô bác anh chị. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ đi ra. Đây là một cái nhà giống như nhà bảo tàng vậy thôi. Còn nơi đây là một cái mẫu vua ha, có một mẫu vua màu vàng có hình con rồng nha. Đây là một cái lăng của vị vua Vạn Lực nè, phải nói cực kỳ cao ha. Từ ở dưới cái nền này cao lên đó thì khoảng chừng 10-20 mét á, chưa kể cái phần nóc ở trên kia nữa. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi nè cả nhà. Cái cây này là cây gọi là cây thuộc bài, nhưng mà tên tiếng đúng của nó là cây trắc bách diệp nha cả nhà. Một cái lăng cực kỳ to này. Bây giờ sẽ đi xuống khoảng 27 mét ở dưới đó cô bác anh chị, để mà khám phá cái lăng mộ của vua Vạn Lực ha. Đây, bây giờ từ đây đi xuống 9 tầng nhà, 27 mét sâu đây. Là khoảng 9 tầng. Để khai quật cái lăng mộ này là cũng là một cái việc rất là kỳ công. Tại vì khi mà khai quật một lăng mộ thì người ta sẽ sợ những cái khí độc tồn dư ở dưới, hoặc là khi mà vua chết á, người ta sẽ sợ những cái chất độc gì đó được tẩm ướt ở trong cái lăng mộ á. Giống như là lăng Tần Thủy Hoàng đến thời điểm hiện tại này, người ta vẫn thấy rằng có chất thủy ngân nên người ta không dám khai thác cái lăng mộ của ông là như vậy. Và bây giờ thì bọn họ sẽ đi xuống cái lăng mộ của ông. Ở đây là sâu đến 27 mét ở dưới. Cô bác anh chị biết khi người ta sợ những cái chất độc á, thì người ta sẽ cột cái con gà để thả xuống dưới, và khi thả xuống dưới con gà nó còn tiếng kêu á,
người ta mới biết rằng ở chỗ đó nó không có độc, và người ta cột dây lưng ở con gà để mà kiểm chứng coi cái ở dưới cái tầng âm đất như thế này nè là có độc không. Nhưng mà thật là không có độc quá, và cái cánh cửa để mà cánh cửa mở cái lăng mộ ông á rất là kiên cố luôn. Bây giờ thì do được bảo tồn nên hình ảnh là cái xuống 27 mét ở dưới này á, 9 tầng ở dưới này nó cũng thoáng hơn. Này giống như là rất là sâu nha. Trước đây thì ông là một cái công trình mà được do sức người mà đào xuống âm 27 mét, thì không biết lúc đó là quy động bao nhiêu người để mà đào được cái lăng này. Phải nói là cực kỳ luôn. Rồi sau khi đào xong thì những người mà họ làm cái công việc là chôn lên xây lăng á, họ sẽ chết theo luôn, kinh khủng lắm. Và đây là một trong những cái lăng mà được nhiều người tham quan nhất, tại vì tham quan hết 13 lăng này tốn phải rất là nhiều thời gian luôn. Đây là một cái cửa của cái mộ này của bác anh chị. Nghe nói cánh cửa thì không là nặng khoảng 4 tấn á, tại vì tường này nó rất là dày ha, khoảng hơn 1 mét từ ở đây nè. Đó, và đây là cái cánh cửa này sao người ta phục dựng lại thôi. Đó, và thấy cái tầng ở trên đó. Đây là một cái trong những cái cửa nguyên bản của ngày xưa nè. Đây là một cái khối đá nha. Đó, và sau khi cho khách tham quan du lịch đó, thì họ sẽ nẹp kiến lại như thế này. Đó, và cái cánh cửa này là nặng đến 4 tấn. Dạ. Đâu? Cái chốt cửa là hả? Cái chốt cửa là do xưa là người ta phải dùng cái móc câu, người ta câu lên mới mở cái đường. Ờ, đây là cái chốt của cái cửa. Chốt cửa. À. Phải dùng móc câu. Là trước khi vào cái lăng này thì cánh cửa đó là đóng lại, và sau khi mà khai quật lên thì người ta sẽ tháo cái chốt cửa này ra. Và tức là gì? Tức là hồi xưa á là ở đây là hai cánh cửa là nó chốt là hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ là muốn vô thì cái hồi xưa á là anh biết là mấy cái mộ là người ta đâu có dễ dàng người ta đi vô được, đúng không? Mà người ta biết là thông thường là mấy cái mộ mà của mấy vua chúa là người ta sẽ gắn mấy cái cơ quan được gọi là mấy cái bẫy á, anh coi phim cũng có thấy mà, đúng không? Cho nên thành ra là người ta rất là thận trọng khi mà người ta tiến vào bên trong đây đó. Thì khi mà tới cái cửa như thế này nè mà người ta đẩy qua để không có vô, cái xong người ta mới biết là hả, đằng sau của nó là có một cái chốt là như vậy nè. Sau đó là người ta mới dùng cái móc á, là người ta gắn cái sợi dây á, là xong đó là người ta kiếm cái lỗ, cái móc vô, sau đó mới móc, tức là nâng cái chốt lên, sau đó mới lại.